Đây máu cơ tim, nghĩa ra tù. Mà xin nói ra sự thật, con gái của Hà là con ruột của Nghĩa. Cuối cùng thì mọi sự thật cũng đã được phơi bày, nhưng nó lại phơi bày một cách trần trụi và cay đắng. Nghĩa đã ra tù 3 năm y án, trở về vẫn còn đó là gia đình, cô vợ an nhiên và bé hôn. Nhưng 3 năm qua, hắn ta đâu biết rằng hắn đã bị che mắt trước một sự thật đầy kinh khủng. Bởi chính bàn tay đạo diễn tàn ác thâm độc của An Nhiên. Bao năm qua, ả ta đã ăn vụng sau lưng, cho chính là hôn cũng phải không phải là con của hắn. Nhưng may mắn, Nghĩa vẫn còn đó là người mẹ nhân từ đáng kính. Vì lỡ lời thề, lời hứa với bà Lan và Hà năm nào, và cũng là để cho Nghĩa không phải suy nghĩ đau đớn trong thời gian thụ lý án tù, mẹ sinh đã im lặng mà không cho hắn biết sự thật về đứa con của Hà. Nhưng giờ đây, bà không thể im lặng mãi được. Bà cần phải cho Nghĩa biết sự thật này. Nghĩa cầm lấy bàn tay mẹ sinh nhẹ nhàng. Mẹ xin lỗi. Đúng thế. Mẹ bảo sao? Hà? Sao lại có chuyện gì liên quan đến cô ta ở đây? Nghĩa ngạc nhiên nhìn mẹ ngậm lại nhiều điều. Con đã sai, rất sai với cô. Vẫn làm đơn giảm án và bỏ qua tất bà sinh quay mặt ra ngoài. Của con đấy. Bà sinh đốc khổ tột cùng. Là mẹ đã tráo thuốc của con đấy. Mẹ, con hiểu chưa? Còn không muốn mẹ sinh ra nó mà. Là...